Rồi, hay chào mọi người đã trở lại với cái 423 mà mình vừa giới thiệu lúc nãy là đàn đã bị hư phím. Thì đây là cái đàn mà khách đã gửi cho mình từ Phan Thiết vào trung tâm Mitomi. Nội dung bên trong cái đàn các bạn có thể thấy là cực kỳ dơ, bụi bám rất là nhiều. Và những cái mảng bám bụi này nó sẽ ảnh hưởng tới phím rất là nặng, có thể làm hư hỏng mặt phím hoặc là làm mất nốt, giống như mà tình trạng mọi người đã xem lúc nãy mà mình đã giới thiệu tới cho mọi người. Thì những cái đàn này nó dơ như vậy đó, cho nên cái tình trạng hư hỏng phím nó sẽ chắc chắn sẽ bị xảy ra trong một thời gian khi sử dụng, cho nên mọi người hết sức cẩn thận, phải bảo vệ cho cái đàn khỏi bị bụi. Nếu mà bị bụi quá nhiều như thế này thì nguy cơ chết phím và sửa chi phí rất là cao đó. Mọi người thấy bụi nó bám rất kinh khủng và nó có thể làm hoen rỉ những cái dắt kết nối này. Mình sẽ khui ra cho mọi người thấy cái này rất là nguy hiểm này. Cái khu vực này nếu mà nó bị hoen rỉ những cái này thì buộc phải thay mặt, mà lúc đó chi phí mọi người sẽ rất là cao. Những cái chỗ này tuyệt đối là phải để cho nó sạch sẽ, và cách duy nhất đó là mình phải bảo quản cây đàn mình. Chứ bây giờ nếu mà mọi người cứ để cho cây đàn trống trải rồi bụi đất vào như giống như vậy đó thì rất là hại cho cây đàn của mình. Bên trong này rất là đẹp này, nhưng mà bàn phím thì rất là dễ dính bụi, cho nên mọi người phải hết sức cẩn thận. Và chi phí sửa cây đàn này thì chi phí ban đầu thì có thể là bên Mitomi mình sẽ phục hồi cao su bàn phím trước. Nếu tình trạng bệnh vẫn còn thì buộc phải thay mặt phím. Thì giá của mặt phím bây giờ một bộ của nó tầm khoảng 7 đến 800 nghìn đó. Cái bộ mặt phím này thì khoảng 7 đến 800 nghìn. Còn bộ cao su này, mỏ ta cao su thì giá rất là cao, nó tầm 250 ngàn một ốc ta. Nếu mà tính ra chi phí sửa cho chạy được cái bàn phím này, bạn có thể tốn lên tới gần 2 triệu đồng đó. Thì đó một chi phí rất là lớn, do đó mình phải bảo vệ cây đàn hết sức cẩn thận để không bị bụi bặm. Bụi bặm bám vào trong đàn giống như một cục giống như vậy đó. Thì sau này cái chi phí sửa nó sẽ cao lên và mình sẽ tốn kém rất là nhiều, và công sức sửa chữa rất là khó nữa đó. Cho nên mình sẽ cảnh báo cho mọi người biết hết đó. Cực kỳ nguy hiểm, tất cả các dòng đàn bây giờ đều có chung một hiện tượng là bàn phím sẽ bị dơ, đặc biệt là dòng Yamaha đời E hoặc là những dòng Yamaha đời S đó. Cái bàn phím của mình sau khi sử dụng một thời gian thì bụi nó sẽ bám vậy đây. Thì tốt nhất bạn có thể là mang tới một cái trung tâm uy tín nào đó, người ta có thể là vệ sinh định kỳ tầm 6 tháng đến 1 năm, đi vệ sinh một lần để cho yên tâm, chứ không nên để quá lâu giống như vậy rồi mới gửi vào thì lúc đó mạch nó đã hư hết rồi, hoặc là cao su nó để nát hết rồi đó, giống như vậy đây, rất là nguy hiểm nha mọi người. Rồi mình sẽ tiến hành sửa cái đàn này và sau đó sẽ báo kết quả lại cho mọi người sau nhé. Hey, xin chào mọi người đã trở lại với Mitomi cùng cây đàn Yamaha PSR-E423 bị liệt phím của một anh khách ở Phan Thiết trở về cho Mitomi. Thì sau khi phục hồi các núm cao su phím một cách thành công thì cây đàn này đã không cần phải thay mạch phím, mặc dù bị bụi bặm bám rất nhiều, oxy hóa mạch rất nhiều, nhưng mà rất may mắn là mạch này chưa bị hư. Do đó Mitomi đã ráp lại và tiến hành chuẩn bị test lại lần cuối và gửi về cho anh ấy. Thì cái đàn này là mình gửi về Phan Thiết trong ngày luôn nha các bạn. Hôm nay mình sẽ đi gửi ngay lập tức, và có thể chiều nay hoặc tối nay, mà trễ nhất là sáng mai là khách của mình đã có thể nhận hàng ở Phan Thiết rồi. Và bây giờ mình sẽ test phím lại. Cái đàn hoạt động đầy đủ các phím chức năng rất là tốt, và những cái test của phím, tức là độ mạnh nhẹ của phím, rất là ổn định. Sau khi phục hồi bằng các loại than đặc biệt tại Mitomi thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm là dùng cái đàn này từ 6 tháng đến 1 năm mà không có hiện tượng không tróc than hay là phải đi thay thế cao su gì nữa. Tại vì công nghệ phục hồi cao su của Mitomi đã trải qua 8 năm rồi,
tức là mình làm từ rất là lâu rồi, do đó cái chất lượng sau khi phục hồi tương đương gần như với lại chất lượng do nhà sản xuất của Yamaha cung cấp. Thì từ đó anh em hoàn toàn có thể tin tưởng vào chất lượng sửa chữa phím đàn hay là nút nhấn từ Mitsumi. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip và mình xin hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo cùng với những cái lỗi của đàn khác, và mình sẽ giới thiệu những cái ban rất là phổ biến trên cái dòng đàn như đời E, đời S hay là đời DCX của Yamaha, cùng với đó là các lỗi khác trên dòng S như là những cái lỗi liên quan tới mainboard, lỗi liên quan tới màn hình, hoặc là không phải lỗi nhưng mà mọi người hiểu nhầm là lỗi, thì lúc đó mình sẽ chỉ lưng cho mọi người cách khắc phục rất là nhanh để tránh hiểu lầm và mang đến những cái tiệm đàn người ta không có uy tín, người ta dựa vào đó để người ta lấy tiền của mình thì rất là oan ức nha các bạn. Rồi, ok, cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. Mitsumi Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.